Em là người như hồng để ta cùng hàng huyên. Em là bạn tình cảm đang cần anh đến hoàn thiện. Nói với tình yêu thì anh thích lâu dài. Mà nếu muốn làm công chúa anh đưa em về lâu đài. Muốn được cùng em like trai mấy trai. Hay là sang nhà anh xem phim tối nay. Tương lai cả, chỉ biết là giữa thế giới này có tận 8 tỷ người thì chúng mình đã tìm thấy nhau. Anh sẽ làm một chàng trai luôn mang vác tương lai cho em. Em sẽ là một cô gái luôn bình an giữa những bộn bề. Tình yêu số hiệu 2023 đi từ ga 2022 sắp bắt đầu xuất vé. Chuyến tàu lần này sẽ đi đến một năm mới bình an, hạnh phúc. Quý hành khách vui lòng không mang theo những cảm xúc muộn phiền, lo lắng lên tàu. Nhanh chóng kiểm tra và cất giữ những hồi ức, kỷ niệm có giá trị. Sắp xếp lại tâm tình và chuẩn bị đi đến cổng thời gian để chúng ta tiến hành soát vé. Chúc quý khách có một chuyến tàu 2023 vui vẻ, hạnh phúc. Từ đầu vẫn không còn nhớ.
Something, who could say that they saw us come and tell me, do you?